tháng thì 5 kg được rồi. Khỏe con này hơn. Hả? Hơn. Ôi thông coi. Dạ, nãy tôi muốn cái teo héo rồi không sắc rạc luôn á. Tao thấy trên mày nó rào quá trời sao mày đi không? Rào 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 vô chút đó. Rào 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 má ơi. Sẽ lâu rồi mà. Quỳ phe chơi vậy. Giá là được ấy nữa mà xử cho nám rồi. Không là chín sữa dữ lắm. Có 2 3 tháng không là con. 3 tháng nữa sữa đâu con mà uống không. Hôm nay uống sữa mẹ ăn mà tắm rồi. Ô, con xuống 8 con kiếm được thùng máy sữa. Hôm nay nó không xuống rồi đâu, uống sữa đâu con nó uống. À, bú này bú sữa mẹ đỡ tốn tiền quá tắm.